Chúng ta tiếp tục với cái bài 4.12. Nhà bạn Dung ở vị trí, nhà bạn Mai ở vị trí M, nhà bạn Dung ở vị trí D. Biết rằng tứ giác ABCD là hình vuông, M là trung điểm của AB. Hai bộ bạn đi bộ với vận cùng vận tốc trên con đường MD để đến Y. Hai bạn Mai xuất phát lúc 7 giờ. Hỏi bạn Dung xuất phát lúc mấy giờ để hai bạn gặp nhau lúc 7:30. Thì gặp nhau tại Y là tại chỗ này. Người ta biết là đây là hình vuông, cho nên đường chéo chính là tia phân giác của góc. Nên là AI là tia phân giác của góc A. Thì bây giờ xét tam giác AMD thì chắc chắn là có AI là tia phân giác của góc A. Góc A. Bởi vì đây là tính chất của hình vuông. Trong hình vuông thì đường chéo chính là tia phân giác của góc. Và sau đó thì áp dụng tính chất tia phân giác. Tính chất tia phân giác. Tia phân giác là ta có giả sử đoạn MI là x và đoạn ID là y, thì x phần AM sẽ bằng y phần AD. Nhưng mà các bạn biết là đây là hình vuông, cho nên M lại là trung điểm của AB, tức là AM bằng một nửa của AB và cũng là một nửa của AD luôn, hay là AD bằng 2M. Thì suy ra là x chia cho AM sẽ bằng y chia cho 2AM, AD chính gấp đôi AM. Vậy thì nhân cả hai vế với AM thì mình sẽ ra là mất AM luôn, rút gọn mất AM luôn nhé. Thì ta có là x phần x luôn, x bằng y trên 2, x bằng y trên 2 thì suy ra y bằng 2x. Y bằng 2x này là về độ dài đấy, về độ dài y bằng 2x thì có nghĩa là bạn Mai là đi đoạn MI và bạn Dung sẽ đi đoạn DI, mà DI dài gấp đôi MI cùng vận tốc, đúng không? Hai bạn này đi cùng vận tốc và có quãng đường gấp đôi quãng đường thì thời gian cũng gấp đôi thời gian. Hai bạn nhé, hai bạn này là có cùng vận tốc, đúng không? Cùng vận tốc nhưng mà có quãng đường ấy, quãng đường là DI dài gấp đôi quãng đường MI, cho nên là thời gian cũng gấp đôi, chứ là thời gian bạn Dung đi từ D tới Y sẽ gấp đôi cái thời gian bạn Mai, bởi vì đường của bạn Mai có bằng một nửa đường chứ mà. Thời gian bạn Mai đi từ M đến Y. Thế mà biết là hai bạn bắt đầu đi lúc 7 giờ. Đúng không? Bắt đầu đi lúc 7 giờ. Thì 7 rưỡi là gặp nhau. Bạn Mai đi 7 giờ và muốn gặp bạn Dung lúc 7 rưỡi. Như vậy bạn Mai đi mất nửa tiếng. Nên đầu bài đang yêu cầu là bạn Mai xuất phát lúc 7 giờ và bạn Mai phải gặp, tức là phải đi đến Y lúc 7:30, thì bạn Mai chỉ đi hết co 30 phút thôi thì đến Y rồi, đúng không? Đó này điền lấy đất ghi này. Bạn Mai đi từ M đến Y
mất 30 phút. 30 phút. Bởi vì ly thì lúc 7 giờ 7 rưỡi đêm đấy thì bạn Dung đi từ D đến Y phải mất gấp đôi 60 phút, tức là 1 giờ 60 phút. Thế mà bạn Dung muốn đến để y lúc 7 rưỡi thì bạn Dung phải đi từ lúc 6 giờ 30. Vậy Dung phải đi lúc 6 giờ 30 phút thì đi 1 tiếng, thường là 7 giờ 30 đến nơi. Thằng kia đi nửa tiếng, thằng này đi 1 tiếng. Thằng kia đi 7 giờ, thằng đi 6 rưỡi để gặp nhau. Đấy là bài 4.12. 4.12 là hết cái phần bây giờ. Sang luyện tập trung. Bốn chấm mười ba. Tìm độ dài x. Ở bài này thì chúng ta có những cái kiến thức là đường trung bình là một này, rồi đường phân giác là hai này, đúng không? Đường trung bình, đường phân giác. Chúng ta có hai kiến thức đấy. Giờ bài 4.13 là tìm x. X đâu? X đây à? Song song thì hai thằng này sau này trong bờ nhau, hai thằng này song song thì áp dụng ta lét rồi, chúng ta còn có ta lét nữa. Các bài này là ta lét rồi, ta có M1 này này bằng với M2 là do giả thiết đầu bài nó cho đó, là ta có E1 bằng góc M2 theo giả thiết đầu bài này cho, mà cái góc E1 và góc M2 này là hai góc ở vị trí soi trong. Vị trí soi trong. Vị trí soi trong. Cho nên là cái đường thẳng M cắt hai đường thẳng MN và ED tạo ra một cặp soi trong bằng nhau, thì suy ra là thằng MN sẽ song song với thằng ED và cả DE. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng và tạo ra một cặp soi trong bằng nhau thì hai đường thẳng bị cắt song song. Tức là ở đây đường thẳng ME cắt hai đường thẳng MN và DE tạo ra một cặp góc soi trong là E1 bằng M2 theo giả thiết ấy. Cho nên hai đường thẳng bị cắt là MN và DE sẽ song song. Khi song song rồi thì áp dụng được ta lét, đúng không? Thì lúc đó là xét tam giác FDE. FDE có MN song song với DE theo chứng minh trên. Song song rồi thì áp dụng được định lý ta lét. Áp dụng định lý ta lét. Ta có là x trên 6 bằng 2 trên 3. Suy ra x bằng 4. Xích so được nha, tôi đã xích so tìm. Thế là xong bài 4.13. Bây giờ là bài 4.14.
cho tứ giác ABCD, tứ giác thì vẽ kiểu nào? Tứ giác mà không có cạnh nào song song hết, thì lên một thằng xuống tầm này đúng không, xuống tiếp đấy, tứ giác bất kỳ là như vậy. Tứ giác này có tên là ABCD. A, B, C, D. Gọi E là trung điểm của AD. AD thì E ở đây. Gọi F là trung điểm của BC. BC ở đây. Trung điểm. Trung điểm. Gọi K là trung điểm của AC. K là trung điểm của AC. K. Hai bên này nhau. Chứng minh rằng EK song song với CD, EK song song với CD quá dễ rồi. EK song song với AD. Rồi FK. FK này cũng lại song song với AB. Rồi, cái này thì có như vậy. Xét tam giác. ACD. Có K là trung điểm cạnh AC theo giả thiết, tức là KA bằng KC theo giả thiết. Đầu bài cho. Rồi có E là trung điểm thì N A bằng ED cũng theo giả thiết luôn. Như vậy đường thẳng KE đi qua trung điểm của hai cạnh của tam giác thì nó là đường trung bình. Suy ra KE là đường trung bình. Của tam giác ACD. Đường trung bình thì song song và bằng một nửa cạnh đáy. Cho nên suy ra là KE hay là EK nó sẽ song song với CD. Tương tự như vậy thì ta có thằng EF, à thằng KF cũng là đường trung bình của cái tam giác ABC. Đường trung bình rồi thì nó song song với đáy, cho nên suy ra là FK nó sẽ song song với đáy AB. Là xong ý A. Bây giờ đến ý B. So sánh EF và AB cộng với CD. EF. EF. Thì ta có là mỗi em với em đi. Thì xét tam giác cái tam giác là EKF thì ta có EF chắc chắn là nhỏ hơn, thì chia thành hai trường hợp. Tức là trường hợp một
này mình chia thành hai trường hợp. Trường hợp một, B. Trường hợp 1 là ba cái điểm là F, K và E chẳng hạn. Ba điểm này chẳng hạn thì lúc đó là EF nó sẽ bằng đúng thằng EK cộng với KF. Và nếu thế thì EK là đường trung bình cho nên bằng 1 phần 2 của CD cộng với 1 phần 2 của AB. Bởi vì EK là trung bình của tam giác ABC, đường trung bình bằng 1/2 cạnh đáy. Thế còn BK là trung bình của tam giác ABC cũng bằng 1/2 cạnh đáy. Vì bằng 1 phần 2 xếp lại là AB cộng với CD trên 1/2 ra chung. Như vậy trong trường hợp này mà ba cái điểm này chuẩn hàng thì EF nó sẽ bằng 1/2 của AB cộng AC. Trong trường hợp thứ hai, trường hợp 2 là F, K, E không thẳng hàng. Không thẳng hàng. Không thẳng hàng thì nó tạo ra một tam giác. Thì xét cái tam giác F, E, K, F thì E, K, F này thì có theo bất等式 thức tam giác tổng độ dài hai cạnh bất kỳ, đó là EK cộng với KF, nó sẽ luôn lớn hơn cái cạnh còn lại là cạnh EF, lớn hơn cạnh EF, hay nói cách khác là EF nhỏ hơn tổng của hai cái đấy. Thì suy ra EF sẽ nhỏ hơn EK. EK bây giờ là đường trung bình cho nên là 1 phần 2 EK chính là 1 phần 2 CD. Còn FK chính là 1 phần 2 AB. Hay nói cách khác là EF sẽ nhỏ hơn 1 phần 2 AB cộng C. Là hết cái bài này. Như vậy chốt lại là EF sẽ nhỏ hơn hoặc bằng. So sánh thì từ 1 và 2 ta có là chốt lại là EF luôn luôn là nhỏ hơn hoặc cùng lắm là bằng 1 phần 2 AB cộng CD. Liên kết của cái bài 4.14. Bốn chấm mười lăm, không khí lại chụp. Bốn chấm mười lăm, cho tam giác bất kỳ ABC, tam giác bất kỳ ABC phân giác AD
Tam giác là hiện góc tam giác AD. Hai góc này bằng nhau. Đường thẳng qua D song song với AB. Qua D song song với AB. Thế này. Qua D song song với AB. Cắt AC tại E chứng minh rằng AC trên AB bằng AE là bằng EC trên EA là song song. Hai cái này song song thì có góc D1 này nó sẽ so lên trong cái tam vừa rồi thì nó cũng bằng A này, thì tam giác này trở thành tam giác cân thì hai cái này bằng nhau rồi sao nữa. Rồi, cứ thử thế đã nhé, xem tôi làm cái việc gì. Ta có này AD song song với lại AB. Đường thẳng qua D song song AB cắt AC tại E đúng không? AD song song với AB theo giả thiết đồng bài cho thì suy ra cái góc hai thẳng đường song song thì tạo ra một cặp soi trong bằng nhau đúng không? Thì cái góc D1 nó sẽ bằng cái góc AM là soi trong. Thế còn cái góc A1 là cái góc A2 thì nó lại bằng cái góc A1 theo giả thiết là tia phân giác. Tia phân giác là chia đôi góc. Từ hai cái này suy ra là góc D1 sẽ bằng góc A2 vì cùng bằng góc AM. Rồi suy ra tam giác ADE cân tại có hai góc đấy bằng nhau cân tại E, cân tại E rồi thì suy ra được EA nó sẽ bằng ED, EA bằng ED. Thì lúc này ta có xem là gì áp dụng tao hết được không, theo đồ bài thì có AC là CA trên AB trên AB bằng EC trên EA, EC trên EA. Thế bây giờ giả sử thay thằng MD thay thằng EA bằng thằng ED thì sao? EC trên ED. Ta cũng có thử cho mình. Ta cũng có là chép cái tam giác to ABC thì sẽ cũng có cái thằng là DE nó song song với AB thì theo định lý ta nét ta có theo định lý ta nét ta có được cái gì ta cứ có là EC
trên AC, EC trên AC là ngắn trên dài, thì bên này sẽ bằng là CD chia cho BC. Còn chưa biết dùng cái gì không, kệ kệ là áp dụng thống chất tia phân giác đã xem. Vẫn là xét đó, mình là gì? Đó, cái mình cứ dùng hết ra thì tí nữa mình xem có liên hệ được về cái cần vật chứng minh không. Nó còn tính chất phi phân giác nữa là xét tam giác ABC có AD là tia phân giác của góc A, thì suy ra là tính chất tia phân giác là ta có BD phần AB bằng CD phần AC. Đó, có cái đấy tính chất phi phân giác nữa mà chưa nhìn thấy cái gì cả. Nên đầu bài là có AC trên AB, AC trên AB. À, từ chỗ này đi ra thì mẫu trên mẫu là có AC đây rồi, kia AB là mẫu trên mẫu thì bằng tử trên tử là CD chia cho BD, mẫu trên mẫu là tử trên tử. Thế nhưng mà là kia là ECCA CD không có cái gì cả. À đây đây lại có CD trên có không? Trên BD cơ, CD trên BD thì này bằng CE trên EA. À đúng rồi, đúng rồi. Bằng tiếp thì lại theo theo Pythagore đây là có cái này. À chứ theo Thales, theo định lý Thales vào cái tham gia ABC. BC là có, là vì thằng ED song song AB tôi giải thích rồi, chúng ta có CD trên BD nó lại bằng CE trên AE. Đấy, nếu mà xong rồi thì đây là một và đây là hai, như vậy cái chỗ này là thừa, ra con đường đến từ 1 và 2. Thì mình thấy ngay là suy ra là có AC trên AB nó sẽ bằng EC trên EA vì cùng bằng CD trên BD. Thế là xong cái này. Đó là mình vừa sử dụng tính chất của tia phân giác, vừa sử dụng tính chất của định lý Thales kết hợp hai cái trong một, thì mình cứ lần mò quốc ra. Đầu tiên là dùng phân giác, sau đó dùng Thales kết hợp vào từ một và hai suy ra. Như vậy mình làm thừa mất được ít ở chỗ này. Đấy là bài 4.15. Giờ đến 4.16. Bốn chấm mười sáu thì tam giác ABCBC tam giác có độ dài ba cạnh đấy rồi. À, thì chúng ta phải vẽ theo thước, phải dùng compa vẽ chính xác được. Đây là O345 à, đúng không? Con giáp vuông.
Pitago đảo đi xem nào, tỷ lệ xem nào, 15, 20, 25, 15, 15, 20 và 25 mà chia cho 5 thì nó là 3, 4 và 5. Thế thì tam giác hình vuông rồi, tam giác hình vuông không ạ? Thế thì kẻm tam giác vuông, kẻm tam giác vuông. Là 3, 4, 5. Một cạnh 3, một cạnh 4, một cạnh 5. Trong đó là cạnh nào dài nhất? BC dài nhất. Thế thì chứng tỏ là vuông tại A. Trong đó có AB ngắn nhất, AC dài hơn một tí và BC dài nhất. Như vậy ta có 15, 20 và 25. Nhưng mà tại sao vuông thì mình phải Pythagore đảo, theo Pythagore đảo là bình phương cạnh dài nhất là 25 bình, đúng chứ, 25 bình mà bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại, 15 bình cộng 20 bình, đúng chứ, thì suy ra tam giác ABC vuông tại A. Đấy. Đường phân giác của góc BAC. Đường phân giác của góc BAC. BAC đứng của góc vuông luôn. Phân giác là chia đôi góc bằng hai góc 45 độ. 45, 45. Như vậy chia cái góc này thành hai góc bằng nhau là góc bên này A1 là 45 độ và góc bên này cũng bằng 45 độ luôn. Phân giác các cạnh BC tại D, tính độ dài BD và DC, DBDC thì không cần sử dụng tính chất tia phân giác đâu, thì góc này 45 thì góc này 45 độ luôn. À không 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 không, tính trên, tính trên không phải, vẫn phải áp dụng phân giác. Ta có đặt cái đoạn này bằng x, đặt cái đoạn bằng y cho nó dễ nhá. Thì theo tính chất tia phân giác nhé, tia phân giác ta có thì có phải AD là phân giác rồi, thì ta có là x trên 20 thì bằng y trên 15. Đấy là tính chất tìm ra. Còn theo dãy tỉ số bằng nhau thì bằng x cộng y tử cộng tử trên mẫu cộng mẫu trên 20 cộng 15, mà x cộng y thì bằng 25. Đó, 20 cộng 15 thì bằng 35. Giải ước cho 5 thì bằng 5 phần 25 chia 5 được 5, 35 chia 5 được 7, 5 phần 7. Suy ra x phần 20 bằng 5 phần 7. Suy ra x bằng 20 trăm của 7. X bằng 107 mét, à cm. Ta làm tròn không? Không, làm tròn 70. Ta có y trên thì bằng 5/7 ra y bằng 5/75. Đấy là Syria. Họ bắn pháo hoa lúc có bắt. Tiếp như kiểu tài. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ABD, A
B, D và tam giác ACD. Chỉ số diện tích à? Kẻ hơi bị thôi, kẻ đéo tí nhé, kẻ hơi bị và trường hợp đặc biệt có nghĩa là ta kẻ đường cao AH, đường cao AH thì mình thấy ngay đường cao là hạ từ đỉnh cho đến cạnh đối diện, thì ta thấy là tam giác ABD và tam giác ACD có cùng đường cao, tức là đường cao của nó bằng nhau, cùng đường cao AH, tức là AH là đường cao của tam giác ABD cũng chính là đường cao của tam giác ACD, cùng hạ từ đỉnh A xuống cạnh mặt đường kéo dài cạnh nó nếu là tam giác tủ. Nên là diện tích tam giác thì bằng 1 phần 2 cạnh đáy nhân với chiều cao. Đó, đáy nhân với độ cao. Thì ta có là diện tích của tam giác ABD nó sẽ bằng 1 phần 2 ABD là đáy, đáy BD nhân với chiều cao là AH. Và diện tích của tam giác ACD sẽ bằng 1 phần 2 cạnh đáy, cạnh đáy là cạnh đáy CD nhân với chiều cao là AH. Bây giờ lập tỷ số đúng không? Tỷ số là cách chia đấy. Là S của ABD chia cho S của ACD. Tỷ số là cách chia. Thì bằng 1 phần 2 BD AH chia cho 1 phần 2 CD AH. Thì ta thấy 1 phần 2, 1 phần 2 hết, AH thì AH hết, chẳng thì còn BD chia cho CD. BD chia cho CD là tính chất đường phân giác, đúng không? Thì lại bằng bằng BD, BD chia cho CD mà tính chất đường phân thì nó bằng 15, tức là bằng AB đấy, chia cho 20. Tôi chia anh thì còn bên tôi chia bên anh. Giảm bớt cho 5 thì bằng 3 phần 4. Đó, đấy là vẫn tính chất tia tam giác. Thế là hết không? Hết, đúng không? Hết bài 4.16. Tính chất tam giác nó có hai kiểu viết, một là x chia 20 bằng y chia 15, hai là kiểu là x chia y thì bằng 15 chia 20, y chia x thì bằng 15 chia 20 mà x chia y thì bằng 20 chia 15, kiểu 4.17 nhưng mà hết cái biểu này. Cho hình bình hành bất kỳ những hình bình hành không được chuẩn lắm, làm tạo hình bình hành ABCD. Một đường thẳng đi qua D và cắt AC, AC từ cắt AB từ cắt CB theo thứ tự ông này ông đi từ đây mình cắt xuống đi đúng không, cái này đi thì ông này cắt đường kéo dài lên đây
AC nữa, AC phải nối vào. Ở đây thì ông ấy cắt AC tại M. Đây là M. Ông ấy cắt ông này tại N. Và ông cắt đường kéo dài của ông CB này tại K. Chứng minh rằng DM bình bằng MN nhân MK, MN nhân với MK. Được, dòng bỏ qua. Tính chất gì đây? Thì có song song, nhưng mà song song chắc là ta lét thôi. Mình gặp thế nào xảo đấy nhá, thử ví dụ như là ta có tam giác CK, có thằng chắc chắn là có thằng BN sẽ song song với đáy CD, tính chất hình bình hành theo giả thiết hai thằng này rồi thì theo định lý ta lét ta có xem hai thằng này thì xuất hiện là cái gì, NK có rồi kia không, có MN không liên quan luôn, DM cũng cũng không liên quan vụ này luôn. Đây được kiểu cứ lấy thằng có thằng KN trên thằng ND thì bằng thằng KB trên thằng DC, không thấy liên quan gì ở kia. Ở kia là DM rồi MN rồi MK, còn vụ nào có gì bạn là song song đấy không có mỗi cái đấy được, tách thằng KN đâu tách không này, tách thằng K D N D xem thì suy ra K N để nguyên xem, còn cái thằng N D nào thì tách thành M D là có D, tách thành D M là cộng với M N. Bằng KB trên BC. Chưa thấy gì nhỉ? Chưa có gì nữa. Hệ quả thì hệ quả thì ta lấy được NB trên BC không? Thôi, làm gì để sau. Một bác. Video sau tôi giải quyết đốt nha.